Xin tất cả quý vị vẫn tập về lễ đài để cung nghênh Hòa Thượng. Một lần nữa chúng con xin kính mời tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử vẫn tập về lễ đài để cung thỉnh Hòa Thượng. Hòa Thượng đang quang lâm giảng đường, xin kính mời quý quan khách, quý Phật tử đồng đứng lên chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cung thỉnh Hòa Thượng ban bố trên thời pháp nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2552. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa an toàn. Chúng con kính mời quý Phật tử an toàn. Kính lạy tăng bậc thầy trí kẻ, thay thế tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Như Hệ Điển, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại châu Âu, Phương trưởng Chùa Viên Giác Đức Quốc, kim trưởng Phái đoàn Hằng Pháp châu Âu tại Hoa Kỳ và Canada năm 2008. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, giờ phút này con thấy đạo tràng chúng con lòng thanh tịnh, cung thỉnh Hòa Thượng ban bố cho buổi pháp thoại nhân buổi đại lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, quý Phật tử, hôm nay ngày mà chùa Hải Ấn ở tại Atlanta với sự chủ trì của Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm tổ chức lễ Phật đản Đức Phật đản sanh lần thứ 2552. Thì trong chương trình của buổi lễ hôm nay thì có một giờ thuyết giảng. Thì chúng tôi hôm nay sẽ xin vắn tắt trong một tiếng đồng hồ về ý nghĩa có sự đáng sanh của Đức Phật. Cùng lễ nay tại chùa Hải Ấn có những buổi giảng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng như suốt ngày thứ bảy hôm qua. Trong phái đoàn chúng tôi thì có tất cả 11 vị, nhưng mà đến chùa Hải Ấn thì được 7 vị quý thầy thay thế với nhau để mà thuyết giảng bộ kinh của Phật như kinh Kim Cương, kinh Pháp Hoa, Nikaya và ba kinh Tịnh Độ, cũng như tham viếng một số chùa tại địa phương. Như quý vị biết là chùa Hải Ấn làm lễ năm nay tương đối sớm hơn những chùa khác tại địa phương, vì lý do là sư trụ trì cũng muốn kết hợp với phái đoàn Hoằng Pháp của chúng tôi đến từ Âu Châu, từ Úc Châu cũng như các bang tại Hoa Kỳ, cho nên tổ chức sớm hơn một chút. Nhưng thực tế thì ngày đáng sanh của Đức Phật nhiều nước khác nhau trên thế giới cử hành không có giống nhau. Ví dụ như ở tại Nhật Bản thì người ta lấy ngày 8 tháng 4 dương lịch, người ta cử hành lễ đản sanh, tức là hôm nay là 13. Thì ở Nhật đã cử hành cách đây đã 5 ngày rồi, tức là ngày 8 tháng 4 mỗi năm đều cử hành cái ngày đản sanh của Đức Phật. Và người Nhật lấy cái ngày đản sanh
của Đức Phật thì gọi là Hana Matsuri. Hana tức là hoa, Matsuri là một lễ hội. Thế nào là lễ hội hoa? Tức là từ ngày 8 tháng 4 dương lịch cho tới ngày rằm tháng 4 dương lịch tại toàn cõi Nhật Bản, từ Hokkaido tức là Bắc Hải Đảo cho đến Kyushu tức là Cửu Châu, thì tất cả hoa anh đào đều nở. Hoa anh đào là tượng trưng cho cái tinh thần của người Nhật, cho nên người Nhật tổ chức gọi là lễ hội hoa để đón mừng sự ra đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và vùng Atlanta trong tháng này hoa nở cũng rất là nhiều. Tuy rằng nó không đúng vào ngày rằm tháng 4 âm lịch giống như các nơi khác, nhưng mà ở đây cũng đã nói lên được một cái tinh thần cộng trụ, có nghĩa là chia sẻ nhiều hoan hỷ cái ngày ra đời của Đức Phật. Tôi không biết là tôi nói tiếng Việt không, mấy em có hiểu không? I don't know if I speak only English, you understand it, or you want to hear English translation? Somebody want it? Các con nghe tiếng Việt hiểu hay không, hay là cần nói tiếng Anh? Hiểu ha? Nếu cần thì không cần phải nói tiếng Anh, nói tiếng Việt thôi. Thì nếu cái nói tiếng Anh thì Thầy Minh Tạng sẽ ra dịch cho các em không có hiểu tiếng Việt nghe. Nhưng mà nếu mà trường hợp là các em bé nghe hiểu tiếng Việt thì cứ tự nhiên. Thì Phật ra đời như trong Kinh Pháp Hoa nói rằng Phật ra đời là một cái đại sự nhân duyên lớn, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật thi kiến, tức là mở bài cho tất cả chúng sanh vào trong cái tri kiến của Phật. Thế thì Phật là một cái danh từ chung để chỉ cho tất cả những bậc đã giác ngộ. Nếu Phật thì trong quá khứ đã có vô lượng Phật, trong hiện tại, trong thế giới ta bà này có sự thị hiện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà trong tương lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có huyền ký rằng khi giáo pháp của Ngài đã đến cái thời kỳ mạt pháp, tức là giai đoạn không còn ai tin Phật, không còn ai hiểu Phật và không còn ai niệm đến danh hiệu của Phật nữa, thì có một vị Phật đang ở trên cung trời Đậu Xuất, tức là cung trời này vẫn còn nằm ở trong cõi dục giới, thì sẽ giáng sinh ở thế giới ta bà này và để hóa độ chúng sanh. Thì đó tên là Maitreya Buddha, tức là gọi là Phật Di Lặc. Di Lặc tiếng Phạn gọi là Maitreya, tiếng Việt dịch gọi là từ thị, hay là Di Lặc, tức là vị Phật này có một cái lòng từ bi và vô lượng đối với tất cả chúng sanh, và Ngài độ ba lần trong Long Hoa Tam Hội. Thì lúc bây giờ thì Ngài cũng sẽ thị tịch Niết Bàn. Thì sau thời Phật Di Lặc còn có nhiều vị Phật khác ra đời. Thì khi chúng ta kỷ niệm Ngài đản sanh của Đức Phật thì cũng có nghĩa là chúng ta kỷ niệm Ngài thị tịch Niết Bàn của Đức Phật, tức là Đức Phật đang ở vào trong trạng thái Mahaparinibbana, tức là trạng thái đại định của việc nhập diệt. Lẽ ra thì kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật mới đúng là ngày